Anh yêu xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách lấy vật phẩm phở Jilly mật tất này nha. Vật phẩm phở Jilly mật tất này chỉ có số lượng 2.000 người thôi nên mọi người nhanh tay nhé. Mọi người vào tựa game này nha, link game có ở dưới phần mô tả á. Mọi người nhấn vào event nè. Để lấy vật phẩm này thì mọi người cần phải hoàn thành 4 nhiệm vụ của nó ra nha. Tôi sẽ hướng dẫn 2 nhiệm vụ 1 và 3 nhá. Vì đây là một tựa game simulator nên trước hết phải tập tăng cơ bắp lên nha. Khi đủ sức mạnh rồi thì theo tôi tới cua tiếp theo nè. Để mở được cua tiếp theo mọi người cần kiếm đủ 250.000 cơ bắp nha. Rồi mọi người cứ mở cua đến khi mở được cua sa mạc là xong nhiệm vụ 1 rồi á. Nhiệm vụ 3 là mọi người đánh con NPC ở cua sa mạc theo nhiệm vụ yêu cầu nha. Nhiệm vụ 2 là mọi người phải mở đủ 250 của trứng da con pet mythic á. Theo tôi tới chỗ mở pet nè. Quả thấp nhất mất 5.000 tiền nha, nhưng mọi người lưu ý phải mở ra pet mythic mới tính nhé. Nhiệm vụ thứ tư là mọi người phải chơi trong tựa game này đủ 30 phút á. Mọi người có thể khám phá thêm về tựa game này hoặc để máy treo cũng được. Nhưng nếu mọi người thoát game là nó sẽ reset lại thời gian nha. Thôi thì chúc mọi người thành công. Nếu thấy video này có ích thì hãy cho tôi một like nhỏ. Đừng quên subscribe để biết thêm về phở Jilly Atom hay phở Jilly mật tất Atom nha.